Khi Kim Anh rửa mặt sạch sẽ xong rồi thì cái điều mà Kim Anh muốn đầu tiên á là cả nhà mình biết không, là Kim Anh phải sử dụng tinh chất hoa hồng đó. Đây, tinh chất hoa hồng của bên Kim Anh nó cũng giống như ba cái chai kia, tại vì nó là một bộ vừa tẩy trang vừa tinh chất hoa hồng. Kim Anh làm có cái kẹp này nè, cả nhà mình đi đi nước ngoài hay là đi du lịch ở đâu á, mình xài cái này á để nó không có bị bật ra đó ha. Đó, chai toner này của bên Kim Anh á, nó là một cái dạng tinh chất nha, chứ nó không phải là nước hoa hồng không. Có nhiều người người ta sử dụng nước hoa hồng không, còn bên Kim Anh là tinh chất hoa hồng, bởi vì cái độ đậm đặc của nó cao hơn cái nước hoa hồng ha. Và khi Kim Anh xịt ra này nè, sau khi rửa mặt sạch sẽ rồi, cái da mặt của mình á nó được khô rồi đó, thì Kim Anh sẽ sử dụng tinh chất hoa hồng lên. Cả nhà mình biết không, cái phải nói là nó là như một cái gì đó rất là quan trọng. Cái bước này á, là một cái bước làm sạch kế tiếp, đó là mình sẽ làm cho cái da của mình á, mình dùng nước hoa hồng lên để cho cái lỗ chân lông của mình á, nó se khít, và hơn nữa là nó giúp cho cái da của mình trắng dần lên ha. Và hơn nữa là khi mà mình sử dụng tinh chất hoa hồng này nè, là cũng là một bước để làm mình làm sạch lần nữa. Tức là sau khi mình rửa mặt, mình tẩy trang xong, mình rửa mặt xong thì mình sẽ sử dụng cái tinh chất hoa hồng này lên để làm sạch những cái chất dơ, cái vã nhờn còn sót lại ở dưới cái lỗ chân lông của mình, đặc biệt đó là vã nhờn ha. Đó, khi mà mình làm sạch xong rồi đó, đó, cả nhà mình thấy không, tẩy trang cỡ nào ha, tẩy trang nè, rồi mình rửa mặt nè, sau đó thì mình sử dụng lại cái tinh chất hoa hồng, thì cái còn lại của mình á là những cái vã nhờn á thì sẽ được cái tinh chất hoa hồng nó lấy ra một cách sâu hơn ha. Và nó cũng là một trong những cái mà nó giúp cho cái lỗ chân lông của mình sạch nhất có thể. Và sau khi nó làm sạch cái da của mình rồi và nó bắt đầu nó se khít, sau khi cả nhà mình để ý nha, khi mà mình sử dụng cái tinh chất hoa hồng xong á thì cả nhà mình sẽ thấy được là cái da của mình bắt đầu nó co lại, co lại, cảm giác của các bạn sẽ tự thấy được là nó co lại, nó bắt đầu nó khô. Nó không phải là khô da nha, mà là nó co cái da lại. Và như vậy thì lúc đó cả nhà mình sử dụng cái bộ dưỡng da, nó sẽ thẩm thấu hơn và nó tốt hơn cho cái làn da của mình.